Shopnik Next là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử Next. Shopnik là một nền tảng tích hợp tiền điện tử cho việc mua sắm. Người dùng khi mua sắm tại các đối tác của Shopnik sẽ nhận được tiền thưởng bằng tiền điện tử. Đây được xem là cách dễ dàng nhất và an toàn nhất cho bất kỳ ai mới bước chân vào ngành tiền điện tử. Shopnik được hỗ trợ bởi Shopinix, nền tảng hoàn tiền hàng đầu tại Việt Nam với hơn 700.000 người dùng, tạo ra 4 triệu GMV và 1 triệu giao dịch mỗi tháng cho hơn 600 đối tác thương hiệu. Shopnik đã hợp tác với hơn 600 thương hiệu khác như Shopee, Lazada, Amazon, Apple, Adidas với kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực hoàn tiền. Nền tảng tin rằng việc thưởng tiền điện tử thông qua các hoạt động chi tiêu hàng ngày là cách tốt nhất để thúc đẩy sự tăng trưởng của họ, đồng thời giúp các đối tác thương hiệu phát triển doanh nghiệp. Tại châu Á hiện nay có hơn 80% người dân biết đến tiền điện tử, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số họ sở hữu chúng. Nguyên nhân phần lớn là do họ gặp khó khăn trong việc mở tài khoản, thực hiện KYC, học cách giao dịch P2P hay cách gửi tiền điện tử trở lại ví của mình. Chính vì thế, mục tiêu của Shopnik là đơn giản hóa mọi thứ nhằm đưa tiền điện tử trở thành một tài sản phổ biến hơn trong tương lai. Điểm nổi bật của dự án chỉ với ứng dụng di động của Shopnik. Người dùng đã có thể mua sắm trực tuyến hoặc ngoại tuyến và nhận tiền hoàn bằng token Next vào ví thay vì tiền mặt. Bằng cách đó, Shopnik có thể biến hàng tỷ người biết về tiền điện tử thành chủ sở hữu tiền điện tử và giải quyết thành công câu hỏi về việc chấp nhận tiền điện tử hàng loạt. Mô hình kinh doanh đơn giản nhưng hiệu quả. Từ ứng dụng, người dùng có thể chọn những người bán họ thích và mua sắm. Họ vẫn sẽ nhận được tất cả các chiết khấu hiện tại từ người bán như bình thường. Các đối tác trả cho Shopnik hoa hồng bán hàng từ 5% đến 30% tổng giá trị. Shopnik chia sẻ 60 đến 70% tiền hoa hồng này cho người dùng bằng tiền điện tử và giữ lại 30 đến 40% dưới dạng doanh thu. Đối với thanh toán tại cửa hàng, quy trình cũng tương tự. Người dùng mua sắm tại các cửa hàng đối tác của Shopnik và thực hiện tất cả các khoản thanh toán dịch vụ thông qua ứng dụng di động của Shopnik để nhận lại tiền hoàn lại ngay lập tức trên ứng dụng. Shopnik sẽ tận dụng cơ sở người dùng và giới thiệu cho họ những dự án tiền điện tử mới. Các dự án này sẽ thưởng cho Shopnik về các hoạt động người dùng và Shopnik sẽ chia sẻ khoản tiền đó cho người dùng của mình. Đây là mô hình đôi bên cùng có lợi cho Shopnik, đối tác và người dùng. Đối với người dùng, Shopnik sẽ giới thiệu cho họ tất cả các hoạt động hấp dẫn trên thị trường tiền điện tử như đây, NFT, đối với các đối tác tiền điện tử. Dự án có thể tiếp cận với cơ sở người dùng khổng lồ từ Shopnik. Shopnik hoạt động như thế nào? Shopnik đóng vai trò như một nhà tiếp thị liên kết trung gian kết nối người dùng và thương hiệu đối tác. Khi dự án dẫn khách hàng đến mua sắm tại các trang thương mại điện tử của đối tác sẽ trả cho Shopnik một khoản hoa hồng. Shopnik lấy một phần khoản tiền này để chia sẻ với người dùng, gọi là hoàn tiền. Hoàn tiền có thể được rút về tài khoản ngân hàng hoặc chuyển đổi thành các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin, Ethereum, Binance Coin. USDT và rút về ví Binance. Shopnik chỉ cho phép rút hoàn tiền bằng đồng Next và sau đó quy đổi thành các loại tiền điện tử khác chứ không hỗ trợ thanh toán trực tiếp bằng tiền điện tử. Bên cạnh đó, người dùng có thể được nhận thưởng token Next cho mỗi đơn hàng thành công. Next là token native của hệ sinh thái Shopnik, một dạng điểm thưởng thành viên giống như ShopeeSu, Tiki Su hay Grab Reward, nhưng được phát triển trên blockchain giúp hệ thống bảo mật tốt hơn và quan trọng nhất là có khả năng giao dịch mua bán. Người dùng có thể kiếm tiền từ việc bán Next trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Token Next là gì? Next là trái tim của hệ sinh thái Shopnik. Chúng được xây dựng dựa trên Binance Smart Chain và được dùng để sử dụng các tiện ích trên nền tảng Shopnik. Cách nhận token Next miễn phí. Cách duy nhất tính đến hiện tại giúp bạn có thể nhận được token Next miễn phí là mua sắm trên Shopee, Lazada thông qua app Shopnik. Bạn tải app theo link bên dưới video này. Những thông tin mà KTV cung cấp cũng chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.
Vì thế, bạn cần có những nghiên cứu nghiêm túc đối với bất kỳ dự án nào bạn muốn đầu tư.